Chào cả nhà, mình quay cho các bạn mẫu tranh Phật mới. Đây là mẫu Phật Di Lặc ha. Mẫu Phật Di Lặc mã là 6738 1771 CT, các bạn theo chỉ 3. Kích thước là 50 x 65. Đây là tờ hướng dẫn. Mẫu này có tổng cộng là 34 màu chỉ. Màu chỉ đã được kiểm tra và đánh dấu ở trên đây rồi nè các bạn ha. Cái phần này là phần lưu ý của mẫu nè, ký hiệu của mẫu tranh. Còn phần bên đây là không liên quan gì tới tranh hết, chỉ là phần in chung của hãng thôi ha. Rồi với tranh theo thường thì các bạn nhớ giữ lấy cái tờ hướng dẫn cho đến khi nào các bạn theo xong tranh. Để nhiều khi lỡ trong quá trình theo nó cái vải mình làm lem vải á, thì các bạn còn có cái tờ hướng dẫn để các bạn nhìn ha. Mẫu này 34 màu chỉ vải 11 CT, các bạn theo chỉ 3. Tranh thiêu kính nói về ký hiệu thì rất là rõ, nhưng mà tâm chỉ nói về cái phần mối và mảng nha. Phần mối và mảng tỷ lệ là 5 năm, thì trên hình các bạn có thể thấy ha. Mảng là những cái mảng nhỏ nhỏ nè, những cái mảng nhỏ li ti, những mảng nhỏ, còn mối là những cái phần rời rạc quá nhiều quá, rồi gọi là mối, rời rạc từng ô ký hiệu. Còn mảng với mối mẫu này tâm đánh giá nó sẽ là 5 năm. Phần hào quang cũng là mối luôn, ô cũng là mảng luôn. Mẫu này thì cách ở trên bìa nó khoảng một tấc, cho nên các bạn có thể đóng được cái đèn, đóng được đèn led á, đèn gì ta, đèn dạ quang mà dọn dạng mà đèn tròn á, các bạn có thể đóng được ha. Mẫu này có thể đóng được đèn. Rồi kích thước chiều ngang 50, chiều cao lên là 65 cm. Các bạn mua hàng với đơn hàng trị giá trên 500.000, tâm sẽ tặng các bạn một cuộn băng keo giấy. Cuộn băng keo giấy các bạn có thể dùng để dán bìa tranh ha. Rồi các bạn có thể dán tranh để cuộn tranh lại luôn. Mẫu tranh Phật Di Lặc. Mẫu này thì tông màu rất là sáng nha. Về tông màu ký hiệu thì mình báo các bạn rồi ha. Mình qua phần vải nha. Đây là phần khuôn mặt nhân vật nè. Nãy giờ tâm quên nói, các bạn để ý ha. Thì cái ảnh bìa tranh để dưới góc, các bạn xem phần khuôn mặt nhân vật ha. Đây, to nha các bạn, khuôn mặt to chứ khuôn mặt này không có nhỏ ha, các bạn yên tâm. Rồi bây giờ các bạn xem phần màu chỉ ha. Màu chỉ nó mới quyết định màu của tranh thành phẩm. Đây là mình đã sắp sẵn cái phần màu chỉ. Màu chỉ của bộ này hoàn toàn là tông sáng. Cái màu tông tối nó chỉ có một cái tép một xíu này thôi, một tép xíu thôi. Đây là tông sáng hoàn toàn luôn. Bộ tranh màu sáng và sáng rất là tươi. Màu sáng rất là tươi luôn. Các bạn, mẫu này là 254.000. Các bạn mua hàng tại Zalo, liên hệ kết, các bạn kết bạn Zalo của Tâm á, số điện thoại trên màn hình á, thì sẽ được giá tốt nhất. Đó là giá gần như giá sỉ luôn nha các bạn, đó là giá sỉ luôn rồi đó. Kết bạn Zalo để mua hàng được giá tốt. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video ha. À, mình còn một mẫu nữa, quên nữa. Mẫu tranh Phật Phật Địa Tạng. Mẫu này là Phật Di Lặc ha các bạn ha. Rồi tới mẫu Phật Địa Tạng, các bạn đợi xíu. Chào các bạn, tâm giới thiệu các bạn một mẫu tranh theo Phật. Đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát tranh theo Phật giáo nha. Mã 67310, vải 11 CT, kích thước chiều ngang là 50, chiều cao 65. Đây là tờ hướng dẫn. Mẫu này có 33 màu chỉ. Các bạn lưu ý phần ký hiệu nằm ở phần cục dọc này ha. Còn phần bên đây là phần in chung của hãng, nó không có liên quan nha. Rồi các bạn xem vải nha. Vải này các bạn theo chi 3 giùm mình. 50 x 63. Ủa 65 cm. Thiêu kính toàn tranh và tâm đánh giá mối với mảng tỷ lệ là 5 năm. Phần mảng này không phải là mảng to mà những cái mảng nhỏ. Mảng nhỏ như thế này ha. Đây, những cái mảng nhỏ như vậy. Đó, phần khuôn mặt thì các bạn xem nha. Khuôn mặt nhân vật nè. Mẫu này các bạn có thể đóng đèn dạ quang, hào quang được nha. Vùng ở trên nè, vì nó khoảng cách so với cái bìa là có tới khoảng 10 cm. Thì các bạn sẽ đóng được đèn dạ quang, đèn hào quang. Đây là tranh Địa Tạng Vương Bồ Tát 33 màu chỉ. Ký hiệu rất là rõ. Mẫu này tông màu chỉ rất là sáng. Đây là phần khuôn mặt.
Em đây cận cho các bạn xem ha. Rồi, bây giờ các bạn xem phần chỉ nha. Màu chỉ nó mới nói lên màu của tranh thành phẩm. Và đây là màu chỉ nè. Màu rất là tươi. Tỷ lệ màu tối có xíu vậy nè nha các bạn. Có 3, 4 tép thôi. 5 tép màu tối thui. Màu tối này. Thì cái phần mẫu này á, tranh lên á, là thành phẩm là màu sáng. Cho nên các bạn yên tâm ha. Mẫu này 254.000. Tâm có giao hàng toàn quốc. Các bạn mua hàng, kết bạn mua hàng ở Zalo sẽ được giảm giá nha các bạn. Với đơn hàng trên 500.000. Tâm có tặng các bạn một cuộn băng keo như thế này để các bạn có thể dán rìa của cái vải hoặc là dán vào cái cây cuộn vải ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Bye bye và chào tạm biệt các bạn. Phần này là những mẫu tranh thiết kế mà Tâm đang còn á mọi người. Các bạn xem phần gốc á, nó có cái mã số tranh. Nếu bạn yêu thích sản phẩm thì cứ liên hệ Tâm ha. Ở mỗi video thì Tâm sẽ kèm những cái mẫu sản phẩm cùng loại để các bạn có thể xem thêm và biết được những cái mẫu nào còn hoặc hết ha. Rồi, đây là sản phẩm còn nha các bạn. Phần review của những mẫu này thì Tâm đã quay rồi á. Các bạn xem thêm ở trang Tâm nha. Bye bye.